Anh à, anh à. Bên này nè Nguyên, qua đây nhanh lên. Anh Nguyên à, tính lại đi anh Nguyên. Tôi xin phép. Được rồi, không nên sao. Được rồi. Nè nè, bình tĩnh nhẹ thôi. Anh à. Dạ tôi nghe ông Wood. À, tôi đang đưa anh Nguyên. Dạ dạ à, tôi không nghe gì hết. Nhờ cô chen chút nha. Không biết dạ tôi nghe không rõ lắm. Alo. Đúng rồi. Anh à, cô chịu thêm một chút nữa nha. Anh à, không sao rồi. Anh à. Mẹ ơi, con đang ở bệnh viện kiểm tra nè mẹ. Con có làm sao không? Có cần mẹ tới đó không? Không có sao đâu mẹ, con không sao mà. Nhưng mà bác sĩ vẫn bảo kiểm tra, vì không biết trong khói có chất gì hay không đó. Con khám xong sẽ về nhà ngay mà mẹ. Vậy một lát nữa mẹ gọi lại cho con nha. Mời cô Chenari xỉn sao quét vào. Dạ. Mẹ ơi, tới lượt con vào khám rồi. Trên người không có bị thương có phải vậy không? Dạ không bị thương. Kết quả kiểm tra đều bình thường hết. Nếu như cô thấy có triệu chứng chóng mặt hay là không khỏe thì phải gặp bác sĩ ngay lập tức nha. Dạ. Alo, tôi nghe đây. Alo, xin chào cô. Cô là cô Chen phải không? Tôi là Ben, là trợ lý của anh Nguyên đây. Anh Nguyên là người đã bị kẹt ở trong đám cháy mà chúng ta vừa cứu đó. Dạ. Có chuyện gì không vậy? Tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp. Nhờ cô xem tình hình của anh Nguyên giúp tôi nha. Hiện giờ tôi đang giải quyết với lại bên cảnh sát. Xong việc rồi tôi tới liền. Dạ. Vậy cũng được. Anh ơi. Cẩn thận. Anh à. Chờ một chút. Cô ra trước đi. Cô ra trước đi. Anh ra trước đi. Về vụ hỏa hoạn gây cháy lớn lần này, hiện giờ được phỏng đoán nguyên nhân do chập điện, nhưng cũng rất may chúng tôi đã xử lý kịp thời và cũng không có trường hợp nào bị thương. Nhưng mà vụ việc lần này phía công ty Betnathi cũng rất lấy làm tiếc. Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với những người bị thương và những người bị ảnh hưởng trong vụ việc vừa rồi.
rồi. Mình ngủ quên từ bao giờ vậy? Mẹ. Hết pin rồi. Nếu điện thoại hết pin thì dùng điện thoại của tôi đi. Ôi anh à, anh tỉnh từ khi nào vậy? Anh sao rồi? Có đau đâu không? Tôi thấy không sao rồi. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi trong đám cháy. Nhưng mà lần sau đừng có làm vậy nữa. Nguy hiểm lắm đó, có biết không? Nếu lúc đó tôi không giúp cho anh, chắc chắn tôi sẽ ân hận cả đời. Thì anh có nói với tôi là ta không thể quay ngược thời gian, thì phải sống hết mình cho hiện tại, để về sau không phải hối tiếc. Ừ. Đây, cô gọi cho mẹ đi. Cảm ơn anh. Dạ tôi nghe. Mẹ ơi, là Jen đây nè. Jen hả? Cô đang ở đâu vậy? Sao mẹ gọi cho con không được? Mẹ ơi, con không có việc gì hết. Bây giờ con về nhà luôn nha mẹ. Anh hả? Áo. Vậy tôi xin phép về nhà trước đây. Đợi đã, chờ một chút. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau. Tôi tên là Jen, Jen Nari. Còn anh là Winnathip Rashid. Ừ. Sao biết? Ra là vậy. Được rồi. Jen, Jen Nari. Tôi là Winnathip Rashid. Nếu tôi muốn liên lạc với cô Jen thì có được không? Vậy tôi... Cho tôi số điện thoại của cô được không? Đúng, cho tôi số đi. Nè cô, tôi nghĩ là nếu cô Jen không chịu cho tôi số điện thoại thì tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ cô xin số. Vậy Jen đi về trước đi. Đi về cẩn thận đó. Được. Jen, Jen, con bé này. Ôi, sao mẹ đánh con mạnh tay quá vậy? Cô đáng bị đánh hay không hả? Để cho mẹ lo lắng gần chết. Chết. Trời. Mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều. Con mới đi giúp người về đó mẹ. Mẹ không khen con chút nào hết hả? Con còn dám đòi được mẹ khen nữa sao? Không đánh cho là may lắm rồi. Trời ơi. Mẹ, khoan đã. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm.
đáng đánh đúng không? Dạ. Ơi mẹ, mẹ thôi mà. Trời mẹ con biết lỗi rồi mà. Tiến tới như vậy liệu có nhanh quá không? Thôi kệ. Ôi. Xin lỗi cô nha, vừa rồi tay của tôi lỡ chạm vào. Tôi nghe, cô Chen hả? Anh Nguyên vừa gọi điện cho tôi hay sao vậy? Đúng vậy, thật ra tôi đang định nhắn tin nói với cô là tôi lỡ tay bấm nhầm. Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Cô Chen đã đi ngủ chưa vậy? Chưa đâu, nhưng bây giờ tôi cũng chuẩn bị ngủ nè. Còn anh Nguyên thì sao? Hôm nay tôi ngủ nhiều rồi. Nếu như vậy thì chúc cô ngủ ngon. Anh cũng vậy nha. Anh Nguyên ơi, có chuyện gì nữa không vậy? Không có gì. Vậy cô Chen thì sao? Có chuyện gì nữa không? Không có chuyện gì. Tôi cũng không có. Vậy sao anh không tắt máy trước đi? Tôi thì cứ nghĩ là cô Chen nên tắt máy trước. Tôi cũng nghĩ là anh Nguyên sẽ tắt máy trước đó. Hay là vậy đi, chúng ta hãy tắt máy cùng một lúc. Vậy đi nha. 1, 2, 3. Anh Nguyên nè, vậy giờ Chen cúp máy thật đây ha, vì Chen chuẩn bị đi ngủ rồi. Vậy chúc anh ngủ ngon. Được rồi, vậy cúp máy đây, chúc cô ngủ ngon lần nữa. Được. Cô đang muốn nói là cô chỉ mới gặp anh ta một lần mà đã cảm thấy gắn bó với anh ta như vậy hả? Thực sự là vậy. Lúc tôi tham gia cuộc thi múa ba lê, tôi vẫn chưa biết anh ấy là con trai ông chủ công ty nước uống Bét Nati, cũng là ông chủ của Tha Bạc Bạn tôi. Công ty họ tài trợ cho Hiệp hội Ba Lê để tổ chức cuộc thi đó. Giống như là mọi chuyện đều được số phận an bài. Đúng như vậy. Giống như là chúng tôi phải gặp nhau ngày hôm đó, giờ đó, phút giây đó, không gian và địa điểm đó. Nhưng thật ra ta vẫn không cảm thấy tại sao ta phải giúp cô hoán đổi số phận chứ. Người yêu của cô đã đến thời điểm phải ra đi, còn cô vẫn còn nhiều thời gian để sống tiếp. Cô nên trở lại và yêu thương bản thân mình hơn. Tôi không thể sống mà không có anh ấy được đâu.
Nếu vậy thì cô chết theo anh ta đi. Xin đợi một chút, tôi muốn người nghe hết câu chuyện của tôi trước đã. Sau đó người có thể nghe theo lời thỉnh cầu của tôi hay không thì tôi đều sẽ chấp nhận hết. Mình đến vừa kịp giờ luôn. 11 giờ sẽ công bố kết quả cuộc thi ba lê hôm đó. Bạc hồi hộp quá đi thôi. Mẹ cũng hồi hộp lắm đó. Hồi hộp tới mức không dám mở lên xem luôn. Hồi hộp tới mức chân tay run hết lên rồi nè. Đưa đây Chen để mình mở lên cho. Bạc sẽ làm việc này thay cho Chen nha. Chen được quá mừng nè. Được hạng nhất thật nè. Mẹ vui quá đi. Lisa, sao con lại thua nó chứ? Con thua đứa con của vợ lẽ, sao con lại để thua nó? Có chuyện gì vậy hả? Sao em phải lớn tiếng với con vậy? Lisa nó thua trong cuộc thi múa ba lê. Thua ai không thua? Lại thua đứa con của vợ lẽ đó. Rồi đi ra đường mà biết giấu mặt đi đâu. Nè em à, không quan tâm tới cảm nhận của con thì thôi. Không sao đâu Lisa, việc thi cử vốn là như vậy đó. Có người thắng thì cũng có người thua, đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Ngày mai tổ chức lễ trao giải, mẹ không đi. Con cũng không cần đi, mất mặt quá. Có kết quả rồi đó. Không biết là em định đi đâu vậy hả? Giải nhất của cuộc thi lần này thuộc về cô Chen Nari. Tôi là Win đây cô Chen. Tôi thấy kết quả cuộc thi múa ba lê rồi. Chúc mừng cô nè, Chen. Nè, khoan đã. Nè, đây là anh Win cấp trên của Bạc mà. Thì là người hôm qua mình giúp đỡ đó. Chuyện đó thì Bạc biết, nhưng cái mình không biết là có số của nhau luôn đó hả? Hay là đó là cuộc gặp gỡ định mệnh rồi dính nhau như kiểu phim Hàn Quốc, nam chính nói với nữ chính anh yêu em nhiều? Đâu có, Danh không phải kiểu con gái mà anh ấy thích đâu. Nói linh tinh quá đi. Mẹ, mẹ ạ. Ngày mai sau lễ trao giải, cô Chen đi ăn cơm với tôi có được hay không? Thiệt tình. Trả lời đi. Thank you.
anh biết không, múa ba lê là chuyện em làm giỏi nhất. Thua hả? Em không quan tâm tới những gì họ quyết định đâu, vì em biết em mới là người giỏi nhất. Anh có hiểu không? Em là người giỏi nhất. Anh hiểu em đang nói gì mà. Đối với anh mà nói, màn biểu diễn của em mới là xuất sắc nhất. Cảm ơn. Xin mời. Ồ, không cần đâu. Cảm ơn cô. Dạ. Tôi có đem theo ống hút. Cảm ơn anh. Uống thử đi. Vậy anh cũng dùng đũa, tôi đem theo nha. Của anh nè. Cảm ơn cô. Mời cô. Cảm ơn anh. Cô Chen cũng không ăn được loại rau thơm như ngò rí sao? Trông giống một đứa trẻ không ngoan, có đúng không? Không có đâu. Nếu như nói vậy là đứa trẻ không ngoan thì bây giờ có tới tận hai đứa rồi. Hay vậy đi, nếu lần sau mình đi ăn chung với nhau thì dặn trước với nhà hàng là không cần thêm ngò rí vào. Dạ. Nghĩa là cô Chen đồng ý với tôi là lần sau sẽ đi ăn chung với tôi tiếp hả? Dạ. Chờ tôi một chút nha, chắc là có việc gấp. Ừ. Bạc à, có chuyện gì hả? Nè Chen, Chen coi thông tin ở trên mạng chưa? Hả? Thông tin về chuyện gì? Hashtag đổ rác xây dựng hình ảnh đó anh Win. Anh Win lên mạng xem thử đi. Mình không có thuê ai để làm việc đó hết. Dự án này là do chính Bạc tự nghĩ ra mà. Alo Ben, anh nghe đây. Nhanh chóng cử người đến đó dọn dẹp cho thật sạch. Tập hợp hết tất cả nhân viên có liên quan tới đó gặp tôi ngay bây giờ. À, cô Chen ơi, tôi phải xin phép đi trước, tôi có chút việc gấp. Tôi cũng mới nghe Bạc nói qua rồi. Tôi đi cùng anh có được không? Được. Anh Win, chuyện này là sao đây hả Ben? Những người khác đâu hết rồi? Chỉ có mỗi Bạc đến thôi hả? À, những nhân viên khác đều bị gọi đi thử sản phẩm mới của ông Bát hết rồi anh ơi. Nhân viên bên mình thì liên quan gì? Sao phải sang đó chứ? Ờ, thôi bỏ đi. Bây giờ phải xử lý chỗ rác này đã. Đi.
Nè anh, anh kia, các anh dừng tay lại. Các anh đang làm gì vậy hả? Ai ra lệnh cho các anh làm vậy? Ôi trời, thì anh chứ còn ai đây nữa. Anh nói đem rác xả ra đây rồi trả tiền cho tôi mà. Tôi? Trời ơi, khùng hả? Anh Quyên ra lệnh như vậy để làm gì? Trời, thì anh kêu nhân viên giả vờ tới dọn, sau đó chụp hình viết báo còn gì. Các anh bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi chưa bao giờ ra lệnh làm chuyện như vậy. Nè, có chuyện gì xảy ra vậy? Từ từ Bạc, đừng đi, để anh. Bạc đưa cô Chen đi tránh chỗ khác đi. Các anh dừng tay lại đi. Các anh đang làm gì vậy hả? Thì xả rác ra đây mỗi người được 1 triệu không phải sao hả? Nè anh kia, nếu như anh còn xả rác ở đây nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đó nha. Nè, định chơi xấu với tụi tôi. Chơi xấu hả? Sao đây? Xấu hả? Tại đó sắp đánh nhau rồi. Lên lên lên. Ôi kìa, hung dữ ghê luôn á. Nè anh muốn gì? Quay đi, quay đi, quay phim lại đi. Tiền công của tôi đâu rồi? Phải rồi, tiền công đâu? Không cần phải lo, bọn tôi đã xử lý xong hết rồi. Không phải lo chuyện gì đâu. Được rồi, tôi sẽ xử lý mọi chuyện thật gọn gàng. Ông chủ rất hài lòng. Vì còn lại tung mấy tấm ảnh này lên mạng đi. Hả? Ừ. Gì vậy? Mau chia ra đi. Hiểu rồi. Nè cô. Không chỉ mi phiên ta thăm hai lọc nên yết muốn phiên ta sốp ta chan. Không chỉ mi phiên ta thì yết hóa trái con chân quay trong ní trong thi thơ. Anh Quyên không cần lo lắng đâu. Phá biết là anh Quyên không phải là người đứng sau những việc kiểu như vậy. Chuyện sắp xếp buổi biểu diễn, tôi vẫn đồng ý cho anh Quyên sử dụng vị trí cũ. Cảm ơn cô nhiều lắm cô Phá. Được, vậy tôi xin phép đi giải quyết công việc trước đã. Xin mời cô. Cô Chen à, tự nhiên làm cô Chen phải vất vả rồi. Không vất vả gì đâu. Trời ơi, nhìn kìa. Anh Nguyên ơi, dù sao chúng ta cũng có rất là nhiều chai. Anh Nguyên có biết cách làm gạch sinh thái không? Gạch sinh thái là sử dụng rác thải không thể phân hủy trong tự nhiên, sau đó làm gạch để dùng trong xây dựng hoặc là nội thất. Đúng rồi, tôi nghĩ chuyện tái chế rác thải ngoài chuyện cung cấp thông tin về rác thải không phân hủy được, chúng ta nên có nhiều thông tin hoặc cách sử dụng rác thải một cách có ích và sẽ tốt lắm đó. Thank you.
Mẹ của tôi ra đi kể từ khi tôi còn nhỏ. Hồi mẹ còn sống, mẹ hay đưa tôi đi ngắm hoàng hôn. Và mẹ còn nói là khi nào mẹ mệt mỏi, mẹ yếu đuối, nếu được ngắm hoàng hôn sẽ thấy thoải mái hơn. Và khi nào mẹ cũng nói với tôi và ba là khi nào tôi hoặc ba mệt mỏi, yếu đuối thì nên ngắm hoàng hôn. Vì dù có ra sao thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ luôn xuất hiện. Điều đó có nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều có cách giải quyết hết. Dù có ra sao thì vẫn có ngày mai mà. Đúng. Nghe triết lý ghê. Đúng. Nhưng mà tiếc là bây giờ mẹ không còn. Cũng chỉ còn ba là người mà tôi yêu thương nhất. Còn trên thì có mẹ, mẹ cũng là người yêu thương tôi nhất. Anh Nguyên không cần lo đâu. Nếu khi nào anh cảm thấy yếu đuối hay là mệt mỏi, Giang sẽ ở bên cạnh động viên cổ vũ cho anh. Trời, nói là ở bên cạnh động viên mà vẫn xưng hô khách sáo như vậy là sao hả? Vậy từ nay trở về sau gọi tôi là anh đi, được không? Dạ. Anh Nguyên. Anh Nguyên không cần lo gì hết. Bây giờ anh Nguyên có Chen bên cạnh rồi. Chuyện đổ rác dựng hình ảnh có vẻ như đang chuyển biến tích cực rồi đó ha. Còn sự kiện triển lãm xe và gạch sinh thái có vẻ thu hút được rất nhiều người quan tâm. Như vậy là thành công rồi. Win xử lý vấn đề rất là tốt đó con. Con cảm ơn ba. Ba, thưa chú, con có một chuyện muốn hỏi ý kiến. Người thợ điện này con nghĩ là có liên quan đến việc triển lãm của ta bị cháy. Và còn có thêm ba người đàn ông này nữa. Con nghĩ là họ được thuê để dựng lên tin đồn trên mạng xã hội, tung tin đồn về chúng ta đổ rác để tạo dựng hình ảnh. Và con cho rằng người thuê bọn họ có thể là cùng một người. Con nghi ngờ ai? Có khi nào là công ty đối thủ không? Con không nghi ngờ người ngoài. Con nghi ngờ là người trong nội bộ giở trò. Nói lung tung gì vậy? Ai mà dám làm mấy chuyện như vậy chứ? Vậy Quỳnh có bằng chứng hay nhân chứng gì không? Vẫn chưa. Con đang cho người chính thức điều tra vụ việc. Con nghĩ là chú biết cách dừng những chuyện như thế này lại đó. Vì nếu tương lai có chuyện tương tự xảy ra, con không để yên đâu. Nếu như phía mình bắt được người chơi xấu như vậy thì phải đuổi việc ngay lập tức. Nguyên không cần phải lo đâu. Vậy đi, để chú xử lý. Chú bảo đảm không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Cảm ơn chú giúp con.
Lisa. Sao anh đến mà không nói trước với Lisa một tiếng? Anh Nguyên, sao anh tới sớm quá vậy? Chờ trên thay đồ một chút nha. Anh Nguyên có hẹn với Jane sao? Ừ. À. Cô và anh Nguyên quen nhau hả? Dạ, Jane và anh Nguyên đang quen nhau. Cô tận dụng cơ hội lúc cứu mạng anh ấy có đúng không? Cô lên kế hoạch hết rồi có đúng không? Em và anh Nguyên đúng là biết nhau sau lần tai nạn đó. Nhưng hai người bọn em từ từ tìm hiểu nhau mà, chứ không hề có kế hoạch gì như chị Lisa nói đâu. Xin lỗi chị, em đi trước đây. Nhìn em như vậy, tối nay lại muốn anh đưa về sao? Mọi chuyện đều do anh. Nếu hôm đó anh không cản em, thì chính em mới là người cứu anh Quyên ra khỏi đám cháy. Và hôm nay người bên cạnh anh ấy chính là em. Sao mà người em muốn ở cạnh lại phải là anh Quyên chứ? Vì em chỉ xài những món đồ tốt nhất thôi. Và anh Quyên lại là người đàn ông có điều kiện tốt nhất mà em nên có được. Vậy em có từng hỏi trái tim của mình thử xem chưa? Thật sự là em cần cái gì? Em làm gì có trái tim chứ? Em rất hợp với anh đó. Hai chúng ta cùng một loại người, đều cần những gì tốt nhất cho bản thân mình. Em cứ chờ mà xem, rồi sẽ có một ngày anh cho em thấy anh tốt nhất. Để con dắt cho. Chắc bà cũng mệt rồi. Nóng quá bà. Nếu như ba lui về, con có sẵn sàng tiếp quản Bad Nasty không? Con khi nào cũng sẵn sàng làm việc gì Bad Nasty. Nhưng mà ba à, hiện giờ ba vẫn còn khỏe mạnh như vậy, còn lâu mà ba. Về chuyện đó cứ để nói sau cũng được.